Địa chỉ cửa hàng mình là ở đường Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều, Cần Thơ. Các bạn có thể xem thông tin phần mô tả nha. Nhiều bạn xem video của mình xong cái chạy qua cái quận khác á, giơ cái hình mình lên, cái nhân viên bên đại lý bên đó cũng mặc định là à, video này của anh Quang Gia ở cửa hàng em. Nói dốc nó láo riết rồi quen. Cũng lâu rồi mình chưa báo giá Jupiter Film. Thì bây giờ Quang sẽ cập nhật cái giá này. À, so với cái video mà cách đây khoảng 2 tháng á, thì sẽ có một sự thay đổi nhỏ nhỏ một chút xíu. Thì chúng ta lại bắt đầu với theo dõi giá xe qua cái catalog đây ha. Để tới thời điểm bây giờ vẫn có nhiều bạn là không biết Jupiter Film nó có bao nhiêu phiên bản, cũng không biết nó có bao nhiêu màu, thì mình lại đi làm theo catalog nó dễ nhất ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có đen xám, xanh xám và màu đỏ đen. Thì hôm nay bên mình có về một vài màu. Nói chung là trong video này sẽ đủ màu ở các thời điểm khác nhau ha. Bên này sáng nay có về chiếc xanh phiên bản cao cấp và chiếc màu đỏ nè. Giờ chúng ta sẽ tập trung tới phiên bản tiêu chuẩn trước đi ha. Màu đỏ. Cái dấu hiệu để các bạn phân biệt được phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn đơn giản đó là qua cái màu yên. Cứ chiếc yên đen là phiên bản tiêu chuẩn, giá sẽ rẻ hơn. Còn yên màu nâu thì giá sẽ cao hơn. Đơn giản là chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Đầu tiên sẽ là phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá là 29.900.000 đồng. Giá đã bao gồm VAT. Đây là màu đỏ bóng ha. Và hiện tại 7 màu sắc của Yamaha Jupiter Film chỉ là màu bóng, không có màu nhám nha. Màu thứ hai sẽ là màu xanh. Các bạn nên lưu ý một điều là chúng ta sẽ có 2 màu xanh trên chiếc Jupiter Film này. Màu phiên bản yên đen tiêu chuẩn sẽ là màu xanh đậm, còn chiếc yên nâu sẽ là màu xanh nhạt hơn. Thì giá của màu xanh đậm phiên bản tiêu chuẩn này cũng là 29.900.000 đồng. Mấy chiếc ở phiên bản cao cấp á, nó chỉ ghi có một màu à, ví dụ xanh xám, còn riêng phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ phối hai màu, là các bạn thấy chiếc này sẽ phối giữa màu xanh với là màu xám nè, cho nên cái cà vẹt chúng ta sẽ ghi là màu xanh xám ha, cái ốp ở trong màu xám nè. Màu đỏ lúc nãy thì nó phối với màu đen, chúng ta sẽ có cái màu là đỏ đen khi mà trên giấy tờ nó ghi là đỏ đen. Rồi chuyển sang màu sắc thứ ba, sáng hôm nay mình có về màu thứ ba luôn, đó là màu đen bóng. Thì đây là một cái màu mà rất là dễ sử dụng ha, lứa tuổi nào cũng có thể sử dụng được, giới tính nào cũng có thể sử dụng được, nói chung màu này rất là dễ chạy. Giá thành của màu đen bóng hiện tại cũng là 29.900.000 đồng. Mình chắc chắn là sẽ có nhiều người hỏi là giá này bao biển chưa. Thật sự là mình rất là ghét cái chữ bao biển, đâu biết hộ khẩu mấy bạn ở đâu đâu mà bao biển. Nè các bạn thấy góp trong màu đen màu xám không đó, cho nên là chúng ta sẽ có cái cà vẹt ghi là màu đen xám. Sẽ có phanh UBS nè. Nhiều bạn lầm tưởng là phiên bản tiêu chuẩn thì nó không có phanh này, nhưng mà vẫn có nha, tức là đạp cái tháng sau thì cái tháng trước nó sẽ hoạt động theo luôn, đó là hệ thống phanh kết hợp. Nhưng mà ngược lại, nếu bạn bóp tháng trước tháng sau nó sẽ không phanh theo đâu nha, chỉ có tháng sau ảnh hưởng tới tháng trước thôi. Đó là màu đen bóng có hai con ốc ở đây. Bạn nào có nhu cầu gắn một cái rổ á, thì có thể thiết kế chỗ đó. Tem Jupiter sẽ là tem chữ nổi, chữ phim là tem dán decal. Rồi tổng hợp lại thì ba màu sắc phiên bản tiêu chuẩn đều đồng giá nhau là 29.900.000 đồng, giá đã về đây trượt trước bài biển số nha. Rồi màu sắc của phiên bản cao cấp nó sẽ có 4 màu, màu xanh, vàng, xám và bạc. Và tất nhiên 4 màu sắc này đều là màu bóng. Ngược lại với Jupiter FE thì là toàn bộ là màu nhám. Thì bây giờ Jupiter Film toàn bộ là màu bóng, 7 màu đều là màu bóng. Các bạn đang xem đây là màu bạc bóng. Thì màu này sẽ có giá là 30.900.000 đồng. Và như mình nói lúc đầu, cái điểm để các bạn phân biệt giữa tiêu chuẩn với cao cấp chỉ là qua màu sắc thôi. Nó không có khác nhau bất kỳ một điều gì về tính năng, cấu trúc máy gì đó, nó y chang, không khác gì hết. Đó là một cái yên màu nâu. Các bạn nhìn bên ngoài thấy cái màu nâu là biết đây là phiên bản cao cấp. Ngoài ra thì nó sẽ được thiết kế thêm một vài đường tem nữa. Jupiter chữ phim thì nó giống phiên bản tiêu chuẩn ha. Nó sẽ có một vài đường tem bên hông cũng như là ở phía mặt trước. Và theo màu sắc của yên thì toàn bộ cái phần phía trong này sẽ là màu nâu hết. Chúng ta sẽ có một cái hộp chứa đồ, chìa khóa thì mở cốp yên rất là dễ ha. Cái cốp này các bạn có thể để một cái nón nửa đầu mà nó lọt vào luôn, chứ không phải là vừa nữa. Mà cái cốp này nó bự hơn cái nón nửa đầu. Các bạn có thể để một cái nón vào nó lọt vào trong rất là dễ. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc ha, tùy điều kiện nào đến trước. Kiến của xe, đây là mấy cái chìa khóa ốc vít gì đó theo xe. Dung tích bình xăng xe này thì khoảng 4 lít. Rồi chia sẻ một tí về cái vụ mà bao biển nè. Mấy ông khoái bao biển lắm, bởi vì mấy bạn biết sao không? Các bạn ở mỗi một khu vực khác nhau sẽ có cái ba game phía trước bạ và biển số khác nhau. Ví dụ như ở huyện Châu Thành, Hậu Giang sẽ khác, ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long là khác, mặc dù nó đều là tỉnh hết, mà các bạn ở thành phố Vĩnh Long nó lại khác. Thành phố Vĩnh Long với quận Ninh Kiều lại giống nhau, với huyện Phong Điền lại giống nhau, nó khác nhau như vậy. Cho nên mấy bạn đừng có bắt mình báo bao biển, cứ hỏi là ra biển số bao nhiêu.
các bạn phải cung cấp chính xác địa chỉ hộ khẩu thì mình mới báo các bạn ra biển số bao nhiêu được. Chứ đừng có hỏi, ủa giá xe này bao biển nhiêu, ra biển nhiêu. Trời, mình kỹ cái từ bao biển lắm nha. Không biết là hộ khẩu mấy bạn ở đâu làm sao bao biển được. Ở thành phố tất nhiên nó sẽ cao hơn rồi. Mặc dù là ở tỉnh, ở tỉnh Vĩnh Long thôi, nhưng mà thành phố nó khác, ở thị xã nó khác, ở huyện nó khác. Cho đừng nói được biển tỉnh bao nhiêu hay là bao biển bao nhiêu, không nói được. Phải cung cấp chính xác thông tin của các bạn thì mình mới trả lời được nha. Đây là chiếc màu xanh phiên bản cao cấp, thì giá thành của nó là 30.900.000 đồng. Màu xanh này các bạn thấy nó sáng hơn nè, tem của nó sẽ là màu xanh dương nhạt. Anh này anh đang làm một chút thủ tục cho khách hàng trước khi vào xe. Còn chiếc này là chiếc màu vàng ha. Mới đầu nghe chữ màu vàng trên giấy tờ cũng sợ lắm, không biết là nó chói hay không, nó khó bán hay không, sợ lắm. Nhưng mà thật ra thì nó giống như là màu trà, màu cà phê đó, cà phê sữa, nó giống giống như vậy. Giá thành của chiếc màu vàng này cũng là 30.900.000 đồng. Và ngày xưa thì nó cũng đã từng xuất hiện trên dòng Sigurd Fi của Yamaha rồi, và bây giờ nó đã sống lại trên dòng Jupiter Fin. Chiếc này nó có một cái đặc điểm rất là lạ là khách hàng không tìm hiểu thì sẽ không biết là có cái màu này, màu vàng như vậy. Nhưng mà khi khách hàng đã biết rồi thì khách hàng sẽ mua rất là nhanh. Tức là khi nói một cách dễ hiểu là như thế này nè, khi mà đậu xe trong cửa hàng không ai kiếm chưa á, mà khi mà có khách biết rồi họ kiếm thì lại không có xe để mua. Lúc thì nó ế, lúc thì nó không đủ xe để giao, là cái màu này đó. Mấy màu khác thì giống như màu màu xanh, màu đỏ thì có người thích xanh, có người thích đỏ thì có, còn cái màu này nó hơi lạ nên là lúc bán chạy, lúc bán ế. Màu vàng này cũng đồng giá luôn ha, 30.900.000 đồng. Bên mình sẽ có chương trình là hỗ trợ trả góp. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chuẩn bị giúp mình là chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái từ 18 tuổi trở lên là được ha. Chiếc này thì cái tem của nó sẽ là màu đen. Các bạn có thấy một cái đường đen trắng trước chữ Jupiter nha. Rồi, có cái hộp chứa đồ nè, mặt đồng hồ cũng thay đổi. Ủa, lộn, mặt đồng hồ mới chứ đâu có đời trước đâu mà thay đổi. Cái cốp thì hiện tại á, so sánh trong các dòng xe số của Yamaha thì cái cốp này cốp rộng nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Và ngoài ra được bổ sung thêm cái hộp chứa đầu trước cũng là một điểm mới của dòng xe số của Yamaha ha. Rồi màu cuối cùng, màu này thì nó khá là ít về bên đại lý bên mình. Tới tháng 11 này nó mới bắt đầu về hàng nữa. Là màu xám. Xám tem của nó sẽ là màu đỏ. Đỏ với lại tem có màu xám xám nữa đó, xám bóng nữa đó. Thì chiếc này cũng có giá 30.900.000 luôn ha. Bên mình sẽ có chương trình thu xe cũ, đổi xe mới nữa. Ví dụ xe nào ở nhà các bạn không chạy, không riêng gì Yamaha, các bạn đang chạy Honda, Suzuki, SYM, Kimco gì đó vân vân mày mày may, xe Trung Quốc cũng được nữa. Cứ đem đến đại lý bên mình sẽ có nhân viên báo giá cho mấy bạn. Các bạn có thể gom để chúng ta đổi qua một chiếc xe mới. Rồi, đủ trọn bộ 7 màu để cho các bạn tham khảo ha. Sẽ có một vài màu nó bị đứt hàng cho nên các bạn có thể liên hệ đại lý ở dưới phần mô tả thì chúng ta có thể đặt được cái màu. Tới cái ngày mình lấy thì có màu sẵn để chúng ta ra chúng ta mua cho dễ ha. Thông tin cửa hàng mình sẽ để phần mô tả nha, cửa hàng ở Cần Thơ. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.